chúng ta mới thấy rằng ở Tây Bắc của ông có một cái nhà vệ sinh. Còn vệ sinh thì khi Tây Bắc có nhà vệ sinh, nó không hợp thời hợp vận, và đặc biệt nó sẽ ảnh hưởng, Tây Bắc có cung càn, cung của người chủ nam trong gia đình, thì nó sẽ tác động vào ông chủ nam vào những năm Tuất, năm Hợi, nghĩa là năm 18, 19, chắc chắn ông chủ nhà này gặp vấn đề gì rồi, và ta phải có phương pháp hóa giải cho ông này. Thì thưa các bạn, để đo hướng của một ngôi nhà thì ta có rất nhiều những cái phương tiện, những công cụ để đo. Chẳng hạn như ta có thể sử dụng điện thoại, ta có thể sử dụng la bàn vệ tinh, ta có thể sử dụng la bàn bằng tay. Thì mỗi một cái công cụ đo thì nó đều có những một cái tiện ích riêng. Các bạn có thể dùng la bàn vệ tinh nếu các bạn chuyên nghiệp ở những nơi có tín hiệu tốt, thì la bàn vệ tinh cho ta một cái số đo chính xác gần như là tuyệt đối, có sai độ chỉ là 0,5 độ, nhưng với điều kiện là ở đó thì cái tín hiệu và VRS nó phải tốt. Cái thứ hai là ta có thể sử dụng điện thoại cầm tay, rất là tiện ích, bởi vì là gần như là bây giờ là mỗi người đều đã trang bị cho mình một cái smartphone để đo. Thế nhưng khi mà sử dụng điện thoại, ta thấy có điều gì xảy ra là mỗi dòng một điện thoại khác nhau, thì khi đo một ngôi nhà nó cho ta một cái kết quả khác nhau, có thể lệch đến 2 độ, 5 độ, và có thể đến 10, 15 độ. Và trong một cùng một dòng điện thoại thì lúc cũ, lúc mới cũng cho ta kết quả khác nhau, và thậm chí là trên một cái điện thoại và lúc pin yếu và lúc pin khỏe cũng khác nhau. Nên vậy là cái số đo điện thoại là số đo không đáng tin cậy, số đo ta chỉ thể dùng để tham khảo chứ không sử dụng trong các bài tính phong thủy được. Bởi vì trong phong thủy các bài tính nó cần đòi hỏi sự rõ ràng. Và một cái phương tiện nữa mà chúng tôi thường hay dùng đó là chính là la bàn hay là la kinh. Đây là la kinh phong thủy Đại Nam được chế tác và thiết kế rất là đơn giản và dễ sử dụng. Thì về khi sử dụng la kinh này thì các bạn cần lưu ý một số những điểm như sau. Chúng ta lưu ý là khi thiết kế la kinh thì một la bàn được bố trí một vòng 360 độ. 360 độ thì bao gồm 8 hướng. 8 hướng gồm Đông, Tây, Nam, Bắc và 4 hướng góc là Tây Nam, Đông Nam, Đông Bắc và Tây Bắc. Mỗi hướng thì gồm 3 sơn, ví dụ như hướng Bắc thì gồm 3 sơn là Nhâm, Tý, Quý. Và các bài toán phong thủy chúng ta cần phải chính xác, đo chính xác đến từng sơn hướng này. Thì khi ta đo, sử dụng la bàn đo thì ta đứng chắc và làm sao điều chỉnh làm sao lội bàn. Thì ở cái trong lội bàn thì có cái thiên trì. Đây là cái vấn đề mấu chốt. Cái thiên trì là cái mấu chốt của cái quan trọng nhất của la kinh. Thì khi ta điều chỉnh làm sao cho là kim chỉ nam trùng với đường chỉ 180 độ. Nghĩa là ta quay đầu to của kim chỉ nam trùng với đầu to và đầu nhỏ trùng với đầu nhỏ của mặc định 180 độ của lội bàn. Thì ở đây chúng tôi đã bố trí là đầu to trùng với đầu to và đầu nhỏ trùng với đầu nhỏ. Thì cái hướng, ví dụ như nhà này là hướng quay ra mặt đường như thế này, quay ra đường như thế này, thì cái hướng nhà sẽ chính là hướng của cái đường dây cước chỉ như thế này. Và lưu ý rằng là trong quá trình đo là tránh để la bàn bị ảnh hưởng của từ. Ví dụ như ta đứng trong một cái ngôi nhà, như ngôi nhà này ta đo, hiện nay ta đang đứng ngồi trong ngôi nhà đo, thì kết quả đo không bao giờ chỉ chính xác, bởi vì nó đang bị chịu tác động của tất cả những cái vật chất là kim loại, nó bắt động từ đến kim chỉ nam làm cho thay đổi số đo. Khi đó ta phải làm thế nào đó thì ta phải loại bỏ hoàn toàn số đo. Chẳng hạn các bạn thấy rằng là khi ta chỉ cần đưa một cái bút lướt qua nhẹ này thôi, nó sẽ làm cho số đo độ thay đổi, là số đo thay đổi. Một cái điện thoại đi qua cũng thay đổi. Đấy. Thậm chí các bạn đeo đồng hồ rất dễ làm thay đổi. Việc đo hướng của một ngôi nhà rất là quan trọng và đòi hỏi sự chính xác. Sau đây các bạn cùng theo tôi ra để đo thực hành hướng của ngôi nhà chúng ta đang ngồi đây. Xin mời các bạn. Để đo hướng của một ngôi nhà như ngôi nhà này, ta thấy là ngôi nhà này kết cấu thép rất là nhiều. Nếu ta đứng đây đo và đứng gần những cái kết cấu thép này đo thì kim chỉ nam của chúng ta, cái thiên chỉ của chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng một đường dây căng theo hướng nhà. Chúng ta sử dụng đường dây theo mạch nhà, căng theo mạch nhà, căng thẳng ra đường. Đấy, cho trùng theo mạch nhà. Đưa đường dây sang bên này một chút. Đấy.
Thì chúng ta thấy là cái đường dây này sẽ trùng theo mạch nhà. Và chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đo. Ra ngoài chúng ta đo. Lúc này đây thì ta đứng theo, đứng ở ngoài khu vực nhà. Vì vậy tất cả cái yếu tố từ của khung cốt thép của ngôi nhà cũng như là cổng hàng rào sắt nó sẽ không tác động vào kim chỉ nam. Và ta đo lấy hướng của ngôi nhà. Thì khi đo thì các bạn lưu ý rằng là các bạn đứng chắc chân, đứng chắc chân. Và làm sao cho cái mép của la bàn này trùng với cả cái đường chỉ hướng. Giờ đi vô sẽ là ở vị trí chính giữa để đảm bảo cho la bàn được thăng bằng. Đứng thật chắc chân và ta chỉnh lối bàn làm sao cho cái thiên trì. Các bạn lưu ý là thiên trì nó có hai kim, một kim thiên trì động, một kim của lối bàn thì trùng nhau. Đầu to trùng với đầu to, đầu nhỏ trùng với đầu nhỏ. Chúng ta thấy là kim thiên trì trùng nhau. Đấy, do đi vô ở vị trí thăng bằng, mép trùng với mép dây. Và lúc đó khi thiên trì trùng nhau thì ta được hướng của cái đường cước này chính là 77 độ, nghĩa là nhà này đang 77 độ thuộc sơn giáp của hướng đông. Hướng đông 77 độ, độ giáp. Và ta có kết quả đo là 77 độ giáp. Để khảo sát một ngôi nhà thì ta cần xem xét những yếu tố tác động đến ngôi nhà. Cũng giống như cơ thể chúng ta, những yếu tố tác động đến ngôi nhà bao gồm những yếu tố bên ngoài và những yếu tố bên trong. Thì khi đến khảo sát một ngôi nhà, chẳng hạn như ngôi nhà chúng ta sẽ khảo sát ngày hôm nay là ngôi nhà trên đường Manhattan, khu đô thị Vinhome Imperia, Hải Phòng, thì chúng ta cần phải xem là ngôi nhà này chịu tác động bởi yếu tố bên ngoài là những yếu tố gì. Thì chúng ta thấy rằng là cái khuôn viên đường trước cái nhà là rất là rộng, tổng cái đường khoảng độ tầm 20 mét. Và bên tay phải nhà là một, có một cái ngã tư khoảng trống. Bên sau đó là ta lại có một cạnh đó, ta lại có một khu sân thể dục của trường Vinschool. Và trước mặt là tòa nhà cao tầng cao hơn nhà, nên sẽ chắn toàn bộ khí. Nhà này là hướng đông và chắn toàn bộ khí đông nó tác động vào nhà. Bên tay trái check ra ở phương vị đông bắc có một cái sân trường của trường Vinschool rất là rộng. Mật độ xe cũng sẽ quyết định đến cái việc tác động của ngôi nhà. Thì lưu lượng xe ở đây cũng khá là đông đúc. Và sau đây chúng ta sẽ vào trong ngôi nhà xem là những yếu tố nào tác động gần và những yếu tố nội tại trong ngôi nhà có vấn đề gì mà ta cần phải đưa vào bản vẽ. Thì khi bước vào trong sân của ngôi nhà thì ta thấy có rất nhiều những cái yếu tố nó tác động đến ngôi nhà này. Chẳng hạn như gia chủ đã sử dụng một cái tiểu cảnh nước ở trước cửa nhà và một tiểu cảnh nước ở bên tường bên tay phải nhà. Thì các bạn khi thực hành thì các bạn cần phải xác định rõ cái vị trí nước đó vào khoảng cách đến nhà là bao nhiêu. Các bạn phải đo khoảng cách từ đây đến cửa nhà tác động vào là bao nhiêu. Tiểu cảnh nước kia tác động nó là chiều dài, chiều rộng của cái tiểu cảnh nước đó là bao nhiêu. Để khi ta chi phung lập cực thì cái ta biết rằng là cái tiểu cảnh nước đó nó vào phương vị nào của nhà và nó tác động đến phương vị nào của ngôi nhà, thì ta mới có sự luận giải chi tiết cho ngôi nhà bạn. Khi bước vào ngôi nhà thì các bạn cần phải lưu ý là chúng ta sẽ tiến hành làm như thế nào. Thì để đo lại ngôi nhà này và dựng lại ngôi nhà này như một bản vẽ ban đầu, bản vẽ thiết kế ban đầu, thì các bạn lưu ý là các bạn phải xác định tổng chiều dài và chiều rộng của toàn bộ ngôi nhà. Sau đó các bạn phải xác định các vị trí cửa rộng bao nhiêu. Sau đó các vị trí cầu thang máy nằm ở vị trí nào, chiều sâu thang máy là bao nhiêu, chiều rộng thang máy là bao nhiêu, thì các bạn xác định vị trí của cầu thang, vị trí của nhà vệ sinh. Các bạn kiểm tra xem. Đấy. Thì các bạn phải xác định rõ rằng là các vị trí đó nó tác động, nó nằm trong ngôi nhà và tác động đến tâm nhà như thế nào, tâm nhà như thế nào. Và cần lưu ý đánh dấu những cái vị trí cửa đi thường xuyên, những cửa không đi thường xuyên. Và lên các tầng trên thì ta có xác định những vị trí nào, vị trí phòng ngủ, vị trí giường ngủ, vị trí đặt giường ngủ, vị trí bếp và tất cả những cái vị trí của ngôi nhà, giống như chúng ta làm một cái bản thiết kế mới cho một ngôi nhà. Cái này đòi hỏi thật chính xác. Sau đó một việc khảo sát không thể thiếu đó là các bạn phải khảo sát là cái thói quen sinh hoạt như thế nào. Ví dụ ngôi nhà này có hai cửa ở phía trước, hai cửa phía trước, thì phải xem là gia chủ thường xuyên đi cửa nào. Và cái cửa vì là cái cửa không đi thì không gọi là cửa, không gọi là cửa, nên ta phải khảo sát là cái cửa nào gia chủ thường đi. Thì lúc đó trong cái tư vấn của trung tâm dành cho các bạn sau khi khảo sát, nó sẽ là gợi ý cho các bạn là lên đi cửa nào thường xuyên để mang lại vượng khí, mang lại cát lợi cho ngôi nhà của mình. Và tất cả những cái số đo mà các bạn đưa vào bản vẽ
thì đều phải là số đo chính xác. Chính xác được đo bằng thước, có thể dùng thước laser hoặc là thước đo tay, thì các bạn đo chính xác để đưa vào bản vẽ. Từ đó thì các bạn sẽ dựng được cái bản vẽ như bản vẽ thiết kế ban đầu của ngôi nhà. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sau khi có được bản vẽ rồi thì ta sẽ lập cực và chia phân hướng, phân độ của ngôi nhà này như thế nào. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn là lập cực ngôi nhà để chia phương vị của ngôi nhà như thế nào. Ngôi nhà mà tôi hướng dẫn các bạn là ngôi nhà có hướng 45 độ trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng. Thì ở hình thù ngôi nhà ta thấy được ngôi nhà thể hiện bởi khuôn viên, sân vườn rất là rộng vuông vắn. Nhưng khi ngôi nhà được dựng lên thì không vuông vắn, nó có khoảng trống, khoảng thò, khoảng thụt. Thế nhưng khi lập cực, trước khi lập cực ngôi nhà thì ta phải xác định là tâm ngôi nhà. Thì tâm ngôi nhà thì đối với ngôi nhà vuông vắn thì ta chỉ đưa hai đường chéo vào là ta sẽ tìm được tâm ngôi nhà. Thế nhưng trong trường hợp mà ngôi nhà khuyết ít như thế này thì ta có thể kéo dài đường chỉ hướng ra, kéo dài ra để ta xác định cái góc bị khuyết này. Bởi vì phần khuyết ít nên ta có thể làm được như thế nào. Nhưng nếu khuyết nhiều thì ta lại phải sử dụng cái phương pháp là lối giữa hai tâm theo như sách hướng dẫn thực hành mà trung tâm đã hướng dẫn. Sau đó thì ta tìm tâm của nhà bằng cách lối hai đường chéo vào được tâm ngôi nhà. Khi xác định tâm ngôi nhà rồi thì chúng ta xác định cái đường chỉ hướng của ngôi nhà. Chúng ta thấy là phía sau có gara ô tô nhưng hướng của ngôi nhà vẫn là khí từ phía trước, từ phía trước, từ cổng vào, từ phía trước lên đường chỉ hướng là đường song song với hai cạnh bên, song song với hai cạnh bên và làm phía trước. Vậy thì ta kéo một đường chỉ hướng từ tâm ra phía trước. Các bạn để ý, từ tâm kéo đường chỉ hướng ra phía trước, đây chính là đường chỉ hướng của ngôi nhà. Đường chỉ hướng ngôi nhà, vì ngôi nhà cho chúng ta là ngôi nhà hướng 45 độ, có kết quả 45 độ, nên ta sử dụng thước lập cực. Đây là thước lập cực của Đại Nam, thước lập cực của Đại Nam. Thì khi ta sử dụng thước lập cực thì ta để tâm của thước lập cực trùng với tâm của nhà mà ta đã xác định, và ta xoay theo cái hướng 45 độ trùng vào chỉ hướng. Thì chúng ta xoay 45 độ trùng vào chỉ hướng thì chúng ta thấy rằng đây 45 độ, tâm của thước lập cực trùng với tâm nhà, và hướng nhà 45 độ lên 45 độ trùng với chỉ hướng. Và bây giờ chúng ta đánh dấu vị trí các hướng. Các bạn thấy đây là có các mẫu để đánh dấu khoảng phân chia hướng, và ta đánh dấu và đây. Sau khi đánh dấu xong thì ta lối các điểm đánh dấu qua tâm. Chúng ta biết là hướng của nhà là hướng 45 độ, nghĩa là hướng đông bắc 45 độ, thì đây chính là hướng đông bắc. Đông bắc, cạnh đông bắc sẽ là hướng đông, hướng đông nam, hướng nam, hướng tây nam, hướng tây, hướng tây bắc và hướng bắc. Thì khi lập cực xong tầng 1, ta biết rằng là các phương vị của ngôi nhà như thế nào. Ví dụ ta biết là cái cầu thang máy này nó nằm ở vị trí đông nam của ngôi nhà, cái nhà vệ sinh nó nằm ở phía nam của ngôi nhà. Đấy. Ví dụ như cái từ cái việc gỗi nhập nhà vệ sinh nó nằm phía nam của ngôi nhà thôi, thì có thể cho ta một cái phán đoán luôn là cái nhà này nó sẽ bị tổn hại về danh tiếng, nó sẽ tổn hại danh tiếng, bởi vì nó ở cái phương nam là phương danh vọng, nó đã đặt cái nhà vệ sinh vào đó, vào đây, và khi đặt cái phương vào đây thì danh tiếng bị ảnh hưởng, và ảnh hưởng nặng nhất vào năm tý năm ngọ. Đấy. Tiếp theo chúng ta làm lập cực tầng 2. Chúng ta phải lưu ý rằng là ở tầng nào thì chúng ta lập cực riêng biệt cho tầng đấy. Và đây là chúng ta lên tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 ngôi nhà thì bởi vì nó vẫn còn một phần khuyết, nó không được vuông vắn. Thế nhưng bởi vì chỗ này là khuyết ít nên ta có thể lối. Và lưu ý trong trường hợp khuyết nhiều thì ta phải sử dụng phương pháp khác để ta làm. Ta lối ra và ta tìm được cái góc này. Bây giờ ta lối hai đường chéo. Lối hai đường chéo. Lối hai đường chéo.
ta nối hai đường chéo để ta được tâm nhà. Đây chính là tâm nhà. Đây chính là tâm nhà. Và ta vẫn tìm đường chỉ hướng, nghĩa là xác định đường chỉ hướng. Đường chỉ hướng là đường song song với hai cạnh bên kéo từ tâm nhà. Đấy. Thì ta xác định đường chỉ hướng ra phía trước. Đây chính là đường chỉ hướng. Vì nhà này tầng 1 45 độ thì tầng 2 vẫn là 45 độ. Thì các bạn vẫn làm tương tự. Các bạn đặt tâm của nhà trùng với tâm của thước lập cực. Và hướng bắc thì chúng ta thấy rằng là chúng ta xác định hướng trước nhà là hướng đông bắc. Vậy để kiểm chứng ra thì ta bảo là buổi sáng, nếu như bạn nào mà kỹ hơn để gửi cho chúng tôi những cái hồ sơ như này thì các bạn có xác định hơn, buổi sáng mặt trời thường mọc ở vị trí nào thì chúng ta đánh dấu buổi sáng mặt trời mọc ở vị trí này, để làm sao chúng tôi khẳng định rằng là các bạn đang làm đúng và các bạn không làm đảo hướng đi. Bởi vì khi đảo hướng chúng ta sẽ bị hoàn toàn những cái phán đoán của chúng ta và những cái nhận định của chúng ta về ngôi nhà này nó sẽ hoàn toàn sai. Và khi chúng ta nhận định đúng rồi thì như ngôi nhà này chúng ta mới thấy rằng ở tây bắc của ông có một cái nhà vệ sinh. Còn vệ sinh thì khi tây bắc có nhà vệ sinh nó không hợp thời hợp vận, và đặc biệt nó sẽ ảnh hưởng tây bắc có cung càn, cung của người chủ nam trong gia đình, thì nó sẽ tác động vào ông chủ nam vào những năm tuất năm hợi, nghĩa là năm 18-19 chắc chắn ông chủ nhà này gặp vấn đề gì rồi. Và ta phải có phương án hóa giải cho ông này vào cái nhà vệ sinh này. Chỉ có trường hợp, chỉ có khi chúng ta làm đúng như vậy thì chúng ta mới biết rằng là nhà vệ sinh nó làm cho tây bắc. Nếu như chúng ta không làm sai, chúng ta bẻ ra thì có thể nhà vệ sinh chúng ta xác định của bác thì kết quả nhận định nó sẽ là hoàn toàn trái ngược. Thì đây là tôi vừa hướng dẫn các bạn cách lập cực của ngôi nhà. Thì thông qua cái việc lập cực ngôi nhà này, các bạn chuyển hồ sơ lập cực này và các thông tin của gia đình mình đến cho chúng tôi, chúng tôi hướng dẫn các bạn cách hóa giải ngôi nhà của bạn và một số những thông tin nhận định của ngôi nhà của bạn để các bạn xử lý cho ngôi nhà của mình.